Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em quay trở lại tập địa lý của cô Huyền. Hôm nay cô và các em cùng tìm hiểu nội dung phần cuối cùng của phần địa lý công nghiệp, đó là thông qua bài số 28, tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta. Bài này sẽ gồm có 3 nội dung. Thứ nhất, các em tìm hiểu khái niệm tổ chức lãnh thổ công nghiệp là gì, đúng nào? Thứ hai, đó là các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta. Và thứ ba là các hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta. Tuy nhiên, nội dung thứ hai đó là các nhân tố ảnh hưởng thì phần này thuộc phần giảm tải. Do vậy mà cô và các em sẽ cùng tìm hiểu nội dung thứ nhất và nội dung thứ ba của bài. Đầu tiên, đó là về phần khái niệm. Phần này thì các em có thể hoàn toàn dựa vào nội dung của sách giáo khoa để chúng ta có thể chỉ ra được khái niệm về tổ chức lãnh thổ công nghiệp là gì, đúng nào? Thứ nhất, tổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp, là sự phối hợp giữa các quá trình và các cơ sở sản xuất công nghiệp trên một lãnh thổ nhất định để có thể sử dụng hợp lý các nguồn lực sẵn có nhằm đạt hiệu quả cao về mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Các em lưu ý cho cô phần từ khóa gạch chân đó là gì? Sự sắp xếp, sự phối hợp giữa các quá trình và cơ sở sản xuất công nghiệp. Và nhớ là gì? Phải sử dụng được hợp lý các nguồn lực sẵn có, đúng nào? Các em thân mến, khi mà một tổ chức lãnh thổ công nghiệp ra đời thì cái hiệu quả của nó phải đạt được về ba mặt, đó là gì? Kinh tế, xã hội và môi trường, đúng nào? Ở nước ta thì tổ chức lãnh thổ công nghiệp có một vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình đổi mới cũng như là phát triển kinh tế xã hội ở nước ta. Đặc biệt đó là trong cái quá trình là công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở nước ta. Vậy thì ở nước ta thì sẽ có những cái hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào? Cô và các em cùng tìm hiểu nội dung ở phần tiếp theo, đó chính là ở phần 3 của bài, đúng nào? Phần 3 nhỏ, các em tìm hiểu cho cô đó là các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Ở phần này chúng ta có thể nhớ lại cho kiến thức ở lớp 10, thì theo chúng ta thì có những hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào? Ở lớp 10 thì chúng ta đã được tìm hiểu về các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp rồi và đặc điểm của từng tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Còn với các cái tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta thì Việt Nam của chúng ta cũng sẽ gồm đầy đủ 4 hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp, đó chính là điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp và vùng công nghiệp. Và mỗi một cái hình thức tổ chức lãnh thổ này, cô và các em sẽ cùng đi tìm hiểu đặc điểm của tổ chức lãnh thổ công nghiệp này ở Việt Nam thế nào và sự phân bố của nó nhé. Trước hết, cô và các em cùng tìm hiểu hình thức đầu tiên của tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta, đó là điểm công nghiệp. Phần này các em có thể dựa vào sơ đồ điểm công nghiệp trong sách giáo khoa đấy lớp 10 để chúng ta có thể phân tích kỹ hơn. Thứ nhất, đó là về đặc điểm của điểm công nghiệp như sau. Đó là gì? Nó đồng nhất với một điểm dân cư. Chúng ta có thể quan sát vào sơ đồ thấy được, đó là gì? Cái mảng màu hồng ở đây đó chính là các cái điểm dân cư. Và vị trí này đó chính là các cái vị trí của điểm công nghiệp, ở đây là các xí nghiệp công nghiệp, đúng nào? Thứ hai là gì? Đặc điểm thứ hai là chỉ gồm từ 1 đến 2 xí nghiệp đơn lẻ và nằm gần nguồn nguyên liệu. Đơn lẻ đúng không? Ví dụ như ở đây có chẳng hạn như là cái xí nghiệp này là chuyên về sản xuất đường chẳng hạn. Vậy thì xung quanh đó là các cái bãi mía là nguồn nguyên liệu để phục vụ cho cái nhà máy sản xuất đường này. Đúng nào? Thứ ba là gì? Chính vì là ở đây đồng nhất một điểm dân cư, rồi là gồm 1 đến 2 xí nghiệp đơn lẻ và nằm gần nguồn nguyên liệu, do vậy mà nó sẽ không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp với nhau. Đấy là những cái đặc điểm đặc trưng về điểm công nghiệp. Về phân bố điểm công nghiệp ở nước ta thì phần này các em có thể dựa vào cho cô bản đồ công nghiệp chung trong Atlas để chúng ta có thể chỉ ra được. Đó là gì? Ở nước ta thì có rất nhiều các điểm công nghiệp, nhưng thường tập trung và phân bố và hình thành ở các cái tỉnh miền núi như là ở của Tây Nguyên hay là của Tây Bắc. Ví dụ ở miền Bắc của chúng ta, ở khu vực Tây Bắc chúng ta có thể kể đến như một số như là điểm công nghiệp về khai thác khoáng sản như là Sinh Quyển, Cam Đường thuộc tỉnh Lào Cai, hay là chế biến nông sản ở Điện Biên Phủ thuộc tỉnh Điện Biên. Hay là khu vực miền Trung ở nước ta có chế biến nông sản ở Buôn Ma Thuột là chế biến cà phê, hay là liên quan đến ở Gia Nghĩa, Đắk Nông liên quan đến chế biến gỗ, đúng nào? Thì đấy là một số những cái điểm công nghiệp ở nước ta. Hình thức thứ hai cô và các em cùng tìm hiểu đó chính là khu công nghiệp ở nước ta.
Ở phần này chúng ta cũng quan sát cho cô vào sơ đồ khu công nghiệp trong sách giáo khoa địa lý lớp 10. Chúng ta có thể thấy, nhìn vào sơ đồ chúng ta có thể thấy rất đặc điểm, sự khác biệt rất lớn của khu công nghiệp và điểm công nghiệp, đó là ở đây không có một mảng màu hồng vị trí nào cả. Tức là khu công nghiệp của chúng ta sẽ không có một điểm dân cư nào nằm gần ở đây. Tức là sẽ không đồng nhất một điểm dân cư, đúng nào? Thứ hai nữa, trong bản đồ có rất nhiều vị trí mảng màu khác nhau, như là các xí nghiệp hạt nhân, các xí nghiệp công nghiệp nhẹ và thực phẩm, rồi là các xí nghiệp tận dụng về cơ sở hạ tầng, rồi là có rất nhiều hệ thống giao thông như là đường sắt, bến cảng, sân bay hay là đường bộ, bến cảng đúng không, đường sắt này, sân bay, đặc biệt là có các cái xí nghiệp chế biến cho các cái xí nghiệp hạt nhân, xí nghiệp chế biến, xí nghiệp hạt nhân, và đặc biệt ở đây còn có cả các kho bến bãi bốc sữa hàng hóa. Đúng nào? Vậy thì ở đây đặc điểm đặc trưng của khu công nghiệp là gì? Có ranh giới rõ ràng, có ranh giới rõ ràng và có vị trí thuận lợi. Chúng ta vừa mới chỉ ra là gì, gần tuyến đường sắt này, gần cảng biển, rồi là gần hệ thống sân bay, đúng nào? Thứ hai là gì, ở đây không có dân cư sinh sống. Một đặc điểm khác biệt rất lớn để so sánh giữa khu công nghiệp và điểm công nghiệp đó là gì? Anh này thì không có dân cư sinh sống. Thứ ba là gì, tập trung rất nhiều xí nghiệp và có khả năng hợp tác sản xuất cao mà cô và các em vừa mới liệt kê trong cái sơ đồ khu công nghiệp này, đúng nào? Thứ ba nữa là gì, các cái có các xí nghiệp và dịch vụ hỗ trợ nhau, và ý cuối cùng là sản xuất vừa để tiêu dùng trong nước và vừa để phục vụ gì, xuất khẩu. Như vậy cái đặc điểm của khu công nghiệp cũng như là cái trình độ phát triển đã lên một tầm cao hơn so với rất nhiều của điểm công nghiệp rồi, đúng không nào? Vậy thì ở nước ta thì tình hình phát triển của khu công nghiệp như thế nào? Đó là gì? Khu công nghiệp ở nước ta thì được hình thành từ những năm 90 của thế kỷ 20. Tính đến tháng 8 năm 2007 chúng ta có hình thành được khoảng 150 khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao, đúng không nào? Và đến năm 2019 chúng ta có tới hơn 300 khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao. Như vậy về số lượng tăng rất là nhanh, cả về quy mô nữa cũng có sự thay đổi, đúng không nào? Như vậy chúng ta thấy từ cái việc là tăng nhanh về quy mô cũng như là số lượng của các cái khu công nghiệp hay là khu chế xuất, khu công nghệ cao thì góp phần làm cho cái tổng số lao động ở nước ta tham gia hoạt động vào khu công nghiệp được tăng lên, góp phần giải quyết việc làm ở nước ta, và từ đó thúc đẩy cái sự phát triển của khu công nghiệp được gì? Được phát triển nhanh hơn, tốc độ lớn hơn, đúng nào? Thứ ba, về đặc điểm khu công nghiệp chúng ta cùng tìm hiểu, đó chính là về phân bố của khu công nghiệp. Về phân bố khu công nghiệp, phần này các em tập trung vẫn dựa vào cho cô bản đồ về công nghiệp chung. Đầu tiên đó là gì? Khu công nghiệp của nước ta thì phân bố không đều. Dựa vào bản đồ chúng ta có thể thấy được ngay các cái khu công nghiệp của nước ta phân bố không đều, đúng nào? Và tập trung đông chủ yếu ở khu vực đó là gì? Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Hồng và các cái tỉnh duyên hải ở miền Trung. Ngược lại, một số khu vực khác, các tỉnh còn lại thì sao? Hình thành các khu công nghiệp tập trung còn rất là hạn chế, thưa thớt, ví dụ như là Tây Nguyên hay là Tây Bắc, đúng không? Rất là thưa thớt, đúng nào? Ngoài ra chúng ta ở khu vực ở đồng bằng sông Hồng, trung tâm đó chính là Hà Nội. Chúng ta có thể kể tên một số các cái khu công nghiệp như là công nghiệp Thăng Long, rồi là Thạch Thất Quốc Oai hay là Sài Đồng Long Biên, rồi là chúng ta có khu công nghiệp như là ở Quế Võ Bắc Ninh hay là Phú Thái ở Hải Dương, hoặc là ở Tràng Duệ ở Hải Phòng, rồi là ở Đông Nam Bộ đặc trưng nhất đó là các khu công nghiệp đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh như là ở Phú Hữu thành phố Hồ Chí Minh hay là ở Giang Điền Đồng Nai hoặc là ở Long Hương và Rịa Vũng Tàu. Thì đấy là một số những cái khu công nghiệp đặc trưng điển hình ở các cái trung tâm và tập trung về khu công nghiệp ở nước ta. Tiếp theo cô và các em sẽ cùng tìm hiểu thông qua nội dung của phần C nhỏ, đó là trung tâm công nghiệp. Trung tâm công nghiệp thì ở đây chúng ta cũng dựa vào cho cô đó là sơ đồ trung tâm công nghiệp ở sách giáo khoa địa lý lớp 10. Chúng ta có thể thấy được sự khác biệt của trung tâm công nghiệp so với hai hình thức đó là điểm công nghiệp và khu công nghiệp mà cô và các em cùng tìm hiểu, đúng nào? Ví dụ ở đây thông qua về sơ đồ các em có thể thấy vị trí, có thấy là anh này cũng có nhiều hệ thống giao thông thuận lợi như là đường sắt này,
rồi là có bến đường sắt, rồi là có bến cảng, rồi là có cả đường bộ. Ngoài ra chúng ta thấy ở đây cũng có rất nhiều các ngành kinh tế đặc trưng như là gì, sản xuất lắp ráp điện tử này, rồi là chế biến sản xuất gỗ, rồi là sản xuất rồi lắp ráp đồ hạt, rồi là về cơ khí chế tạo máy, đúng không? Rồi là liên quan xuất ô tô, chế biến thực phẩm, dệt may, và đặc biệt là ở đây có cả khu dân cư nữa, đúng không? Như vậy trung tâm công nghiệp sẽ là một hình thức phát triển lên cao hơn so với cả khu công nghiệp, đúng không nào? Vậy thì ở đây đặc điểm đặc trưng của trung tâm công nghiệp đó là gì? Gắn với các đô thị vừa và lớn. Như vậy ở khu công nghiệp và điểm công nghiệp thì điều này sẽ không thấy, đúng không? Thứ hai là gì? Có vị trí địa lý thuận lợi. Cô và các em cùng phân tích là các hệ thống đường giao thông, về đường sắt hay là bến cảng, đúng không nào? Thứ ba là anh này sẽ bao gồm nhiều khu công nghiệp, bao gồm nhiều điểm công nghiệp, nhiều xí nghiệp công nghiệp, và những cái vị trí của những khu công nghiệp, điểm công nghiệp này thì có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Thứ ba là gì? Có các cái xí nghiệp nòng cốt, đặc biệt là các cái xí nghiệp hạt nhân mà chúng ta vừa mới liệt kê ở trong phần sơ đồ, đúng không nào? Và ý cuối cùng là gì? Có các cái xí nghiệp bổ trợ và phục vụ làm cho sự đẩy nhanh sự phát triển của trung tâm công nghiệp lên, đúng không nào? Ở nước ta thì trung tâm công nghiệp thì được phân loại như thế nào? Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đó là sự phân loại của trung tâm công nghiệp ở nước ta. Thứ nhất, người ta dựa vào vai trò của trung tâm công nghiệp trong sự phân công lao động theo lãnh thổ ở nước ta thì được chia làm 3 nhóm. Thứ nhất, đó là các trung tâm công nghiệp có ý nghĩa quốc gia như là trung tâm công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Rồi là trung tâm công nghiệp có ý nghĩa vùng, đó là Hải Phòng, Đà Nẵng hay là Cần Thơ, đúng không nào? Rồi là trung tâm công nghiệp có nghĩa địa phương như là Việt Trì, Vinh hay là Nha Trang. Như vậy, dựa vào vai trò của trung tâm công nghiệp thì được chia làm 3 nhóm, đúng không nào? Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy dựa vào giá trị sản xuất công nghiệp thì được phân làm 4 loại. Phần này chúng ta có thể thấy rõ được đó là trong phần Atlas ở nước ta, đặc biệt là trang ký hiệu chung, chúng ta có thể thấy được về các cái giá trị sản xuất công nghiệp và ứng với trong cái bản đồ công nghiệp chung. Chúng ta có thể chỉ ra được ngay đó là gì? Thứ nhất là trung tâm công nghiệp có giá trị rất lớn tính theo giá thực tế năm 2007 trong Atlas, đó là gì? Trên 120.000 tỷ đồng là trung tâm công nghiệp rất lớn. Thứ hai là từ 40 đến 120.000 tỷ đồng là trung tâm công nghiệp có quy mô lớn. Đặc biệt ở đây trên 120.000 tỷ đồng rất lớn, nổi trội nhất đó chính là trung tâm công nghiệp ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai đó là trung tâm công nghiệp lớn đặc trưng như là Hải Phòng hay là Biên Hòa. Thứ ba là từ 9 đến 40.000 tỷ đồng chúng ta có trung tâm công nghiệp là gì? Quy mô trung bình như là Hạ Long, Đà Nẵng hay là Cà Mau. Và cuối cùng là trung tâm công nghiệp có quy mô nhỏ nhất đó là gì? Ở dưới 9.000 tỷ đồng như là Thái Nguyên, Huế hay là Sóc Trăng, đúng không nào? Ở phần này dựa vào trong Atlas, đặc biệt là bản đồ công nghiệp chung, dựa vào giá trị sản xuất đó là quy mô của các cái đường tròn màu đỏ, chúng ta có thể chỉ ra được ngay rất là nhiều cái trung tâm công nghiệp từ quy mô rất lớn cho đến trung tâm quy mô nhỏ dọc từ Bắc vào Nam, đúng không nào? Tiếp theo cô và Ken cùng tìm hiểu sang hình thức cuối cùng, đó chính là vùng công nghiệp ở nước ta. Vùng công nghiệp phần này chúng ta cũng vẫn dựa vào sơ đồ ở sách giáo khoa lớp 10, các em có thể chỉ ra được. Đầu tiên đó là về đặc điểm, các em có thể thấy đó là trong cái sơ đồ về vùng công nghiệp thì có thấy có hệ thống đường sắt này, rồi là đường bộ này, rồi là các mối quan hệ trong vùng này, tức là cái hệ thống giao thông vị trí cũng rất là thuận lợi, đúng nào? Thứ hai đây lại gồm rất nhiều ngành công nghiệp, trong công nghiệp hóa chất mảng màu tím, công nghiệp dệt mảng màu cam, chúng có công nghiệp thực phẩm mảng màu vàng, rồi là công nghiệp khai thác than mảng màu hồng có hình vuông ở giữa màu đen, rồi công nghiệp luyện kim đen hay là công nghiệp chế tạo, đúng nào? Vậy thì ở đây đặc điểm của vùng công nghiệp là gì? Là một vùng rộng lớn, thì đây chính là cái vùng công nghiệp mà có quy mô lớn nhất so với ba hình thức mà chúng ta đã cùng tìm hiểu. Thứ hai là gì? Có những nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp. Tiếp theo là gồm nhiều điểm công nghiệp, gồm nhiều khu công nghiệp, gồm nhiều trung tâm công nghiệp và có mối liên hệ sản xuất với nhau. Tức là vùng công nghiệp sẽ bao hàm tất cả các hình thức ở phía trước mà chúng ta vừa mới tìm hiểu. Thứ ba là gì? Có một vài công nghiệp chủ yếu và tạo nên hướng chuyên môn hóa chủ đạo của vùng.
Và ý tiếp theo là gì? Sản xuất công nghiệp thì mang tính chất đó là gì? Hàng hóa và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tức là cái vùng công nghiệp này sẽ sản xuất ra cái sản phẩm khối lượng hàng hóa vô cùng lớn và đáp ứng nhu cầu chung của thị trường. Do vậy, chúng ta nói rằng là gì? Đây chính là cái hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp cao nhất ở nước ta. Vậy thì với cái hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp cao nhất này thì ở nước ta sẽ được chia ra làm những cái vùng công nghiệp nào? Thì các em có thể thấy ở nước ta thì chia ra làm 6 vùng công nghiệp. Trước hết đó là vùng công nghiệp số 1. Vùng công nghiệp số 1 là các tỉnh thuộc Trung Du, miền núi, Bắc Bộ và trừ tỉnh Quảng Ninh ra. Thứ hai là vùng công nghiệp các tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng. Các tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng cộng với tỉnh Quảng Ninh, đúng không nào? Cộng với tỉnh Thanh Hóa, cộng với tỉnh Nghệ An và cộng với tỉnh Hà Tĩnh. Vùng thứ ba chúng ta có là các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận, Quảng Bình, Quảng Trị, đúng không? Rồi là Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, rồi là chạy suốt dòng rộng dài cho đến tỉnh Ninh Thuận. Tiếp theo vùng số 4 đó là các tỉnh thuộc Tây Nguyên nhưng trừ tỉnh Lâm Đồng. Và vùng số 5 đó là các tỉnh Đông Nam Bộ cộng thêm với tỉnh Lâm Đồng của vùng kinh tế Tây Nguyên và cộng thêm tỉnh Bình Thuận nữa. Và cuối cùng chúng ta có vùng số 6 đó là các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Thì trên đây đó chính là 6 cái vùng công nghiệp đặc trưng chúng ta có thể xác định ngay được ở trên bản đồ trong Atlas. Nó có thể xác định thông qua bản đồ hành chính liên quan đến các tỉnh, đúng không nào? Sau đây thì cô và các em sẽ cùng làm một số câu hỏi củng cố lại nội dung của bài học nhé. Câu hỏi thứ nhất, hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp mới mà được hình thành ở nước ta từ thập niên 90 của thế kỷ 20 cho đến nay là loại hình thức nào? A là vùng công nghiệp, B là trung tâm công nghiệp, C là điểm công nghiệp và D là khu công nghiệp. Chúng ta lưu ý câu hỏi này. Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp mới được hình thành từ những thập niên 90 của thế kỷ 20. Mặc dù mới được hình thành thập niên 90 của thế kỷ 20 nhưng đây là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp mà tốc độ phát triển nhanh và đem lại giá trị kinh tế khá là cao, đúng không nào? Vậy thì ở đây đó chính là khu công nghiệp, đúng không nào? Đáp án D của câu hỏi số 1. Câu hỏi số 2, đây là một trong những cái đặc điểm của điểm công nghiệp ở nước ta. A là gắn các đô thị và các trung tâm kinh tế lớn. B là hình thành từ năm 90 của thế kỷ 20. C là có quy mô chỉ gồm từ 1 đến 2 xí nghiệp. Và đáp án D là do chính phủ quyết định thành lập. Vậy thì ở đây chúng ta cùng lưu ý nhé. Gắn với các đô thị vừa và lớn, cái này là không phải là của điểm công nghiệp rồi, đúng không? Gắn với các đô thị vừa và lớn đó là đặc điểm của trung tâm công nghiệp. Rồi là chúng ta thấy hình thành đến năm 90 thế kỷ 20 chính là câu số 1 cô và các em vừa phân tích xong, đó là của khu công nghiệp. Do chính phủ quyết định thành lập cũng là đặc điểm của khu công nghiệp. Vậy thì ở đây quy mô nhỏ chỉ gồm từ 1 đến 2 xí nghiệp chính là đặc điểm của điểm công nghiệp. Câu số 2 đáp án là C. Câu số 3, phát biểu nào sau đây không đúng về trung tâm công nghiệp ở nước ta? Đáp án A là chuyên sản xuất các cái sản phẩm phục vụ để xuất khẩu. Đáp án B là có cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng. Đáp án C là có sự phân hóa về quy mô các trung tâm công nghiệp. Và đáp án D là hình thành trong quá trình công nghiệp hóa. Ở đây chúng ta lưu ý câu hỏi chúng ta là không đúng về trung tâm công nghiệp. Tức là với đặc điểm của câu hỏi phủ định này thì các em phải tìm ra câu sai để chúng ta khoanh lại. Chính vì vậy, ở những trường hợp mà tìm câu hỏi là không đúng, nhiều bạn sẽ lựa chọn câu hỏi đúng thì là khoanh luôn, như vậy đó là sự nhầm lẫn, đúng nào? Chúng ta cùng phân tích nhé. Không đúng về trung tâm công nghiệp ở nước ta, không đúng. Chuyên sản xuất các sản phẩm phục vụ xuất khẩu, có cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng, có sự phân hóa về quy mô các trung tâm công nghiệp hình thành trong quá trình công nghiệp hóa. Vậy thì ở đây chúng ta lưu ý, trung tâm công nghiệp của nước ta sản xuất khối lượng hàng hóa rất là lớn và phục vụ cho nhu cầu cả trong và ngoài nước. Do vậy ở đây đáp án đầu tiên chúng ta thấy có vấn đề là gì? Chuyên sản xuất các sản phẩm phục vụ xuất khẩu. Trung tâm công nghiệp của chúng ta không chỉ sản xuất phục vụ xuất khẩu không cho cả gì trong nước nữa. Do vậy ở đây câu hỏi số 3 đáp án sẽ là A. Đúng nào? Câu hỏi số 4, hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây có diện tích bao gồm nhiều tỉnh, nhiều thành phố? A là điểm công nghiệp, B là trung tâm công nghiệp, C là khu công nghiệp và D là vùng công nghiệp.
Kem nhớ lại cho cô, vùng công nghiệp chính là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp cao nhất, bao trọn cả điểm công nghiệp, cả khu công nghiệp và cả trung tâm công nghiệp, đúng nào? Do vậy ở đây, hình thức tổ chức lãnh thổ này sẽ bao gồm nhiều tỉnh và nhiều thành phố với diện tích quy mô rất là rộng lớn. Do vậy mà câu số 4 đáp án sẽ là D. Như vậy trên đây cô và các em đã cùng tìm hiểu phần nội dung cuối cùng của địa lý công nghiệp. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.